Chào các bạn, đây là Thái Lan Esports Arena, nơi mà sẽ tổ chức giải đấu Southeast Asia Championship mùa thứ 2. Và Rick Fun Gaming cùng với 4 team Việt Nam đang setup gear ở bên trong. Chúng ta hãy cùng vào xem bên trong cái Esports Arena này có cái gì và các team đang chuẩn bị ra sao các bạn nhé. Trong này là hội trường thi đấu, Rick Fun Gaming cùng với 4 team Việt Nam đang setup gear ở trong này. Mình cũng không rõ là nó cho quay hay không, tại vì bình thường những cái giải đấu này mà chưa khai mạc ấy, nó sẽ giữ kín cái không gian giải đấu để mọi người không bị... nhỏ thế, sao bé thế, bình thường to lắm mà. Đây mọi người đang chuẩn bị đây, còn trên này sao kia, ấy Rick Fun Gaming này. Em có mặt ở đây 11 giờ sáng và sáng giờ bọn em test máy các thứ ạ. Ngày mai hình như là 1 giờ bắn trận đầu tiên. Tâm lý của em bình thường anh, thoải mái lắm. Ok. Đây là lần thứ hai em thi đấu online và tâm lý của em rất là ổn định. Thật ra thì bọn em train lại một kiểu khác, mà bắn giả một kiểu khác. Em thấy mọi người đang dần liên kết với nhau. Em mới vào team thì mọi người đối xử với em cũng tốt. May cho em cái áo rất là rộng, mặc rất là mát. Mặc kiểu như khỏi mặc quần ấy. Em chả chuẩn bị gì cả. Em thật. Em nghĩ team sẽ được thành tích như thế nào trong giải đấu này? Em cũng đéo biết, bởi vì team bắn vãi lồn lắm. Nó lúc nào cũng không, em đéo biết. Em nghĩ là team mình trên top 2. Bình thường thì em luyện tập 21 tiếng, nhưng mà để chuẩn bị cho giải này em luyện tập 22 tiếng anh ạ. Nhưng mà em được top 1 trong giải đấu này được khoảng 200 triệu tiền giải thưởng. Em sẽ bao mọi người một bữa đi ăn và để dành tiền để kinh doanh ạ. Kinh doanh cái lộn đấy. cái đấy em tính sau nha. Nhưng mà em định kinh doanh. Em nghĩ việc em mua khuyên tai và đeo khuyên tai mới này có giúp em may mắn được trong giải đấu này. Em nghĩ là em có thêm sự tự tin khi mà cái diện mạo của em nó đẹp lên. Nhìn chúng nó setup gear ấy, kiểu mình nhớ ngày xưa hồi mình vẫn làm game thủ chuyên nghiệp các bạn ạ. Bây giờ cảm giác mà ngồi chúng nó thấy mình trẻ lại vậy đấy. Mình không biết là sau thành tích của chúng nó sẽ như thế nào, nhưng mà mình thấy bọn nó đều rất là hy vọng vào cái giải đấu lần này. Cái giải đấu lần này sẽ quyết định xem là cái trình độ của Rick Fun Gaming hiện tại ở khu vực Đông Nam Á đến đâu và cái tiền thưởng của nó sẽ được bao nhiêu. Mình có ngồi nói chuyện thì thấy tất cả bọn nó đều tâm lý đều rất là ok, rất là thoải mái. Nhất là thằng Nhím, người mà đến thời điểm hiện tại mình đánh giá là quan trọng nhất trong team. Giải đấu chúng ta sẽ bắn ngày 29 với cả ngày 30, mỗi ngày 6 trận các bạn ạ. Bắn từ 1 giờ trưa cho đến khoảng 8 và 9 giờ tối mới xong. Hy vọng là các bạn sẽ cổ vũ cho Rick Fun Gaming với cả 4 team Việt Nam các bạn nhé. Rick
phần đang gặp rất nhiều khó khăn khi Fergus vừa hạ cung đường Club Bravo rồi. Nhìn sẽ làm nhiều tình huống ở đây, Lý Năm đoán vào và nhìn cuối cùng cũng phải nằm xuống. Refund sẽ dừng lại ở vị trí top 13 và thôi, Mad Dog clear hoàn toàn đội hình của bên phía team Refund. Chào bạn, đây là ngày thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu South East Asia Championship Season 2. Và sau 3 trận thi đấu thì team Refund Gaming của chúng ta nát vãi cả lồn. Chúng ta cùng xem các thành viên của Refund Gaming nói gì sau 3 trận đấu đầu tiên nát như vậy các bạn nhé. 3 trận vừa rồi thì team tâm lý vẫn ổn định, nhưng mà trận đầu thì bo hơi khó. Trận 2 thì kiểu như hơi loạn một tí. Trận 3 thì công nhà lỗi. Em thì em nghĩ là team mình bắn có thể tốt hơn được, chỉ là chưa bắt được trận đấu. Có thể 3 trận tới đây và 9 trận sắp tới đây thì sẽ bùng nổ và bay hết sức. Vâng, và đằng sau vẫn còn vị trí top team lead của bên phía Anu, và liệu Snake có biết điều này không? Đây, đây rồi, vẫn không nhìn thấy. Và các thành viên bên phía Refund game mình phải dừng lại ở vị trí top 16 trong game thi đấu này mà thôi. Rất đáng tiếc dành cho bên phía Refund. Rồi Rambo, bây giờ vẫn còn vị trí của Levis, và Rambo cũng phải vị trí biết này. Rambo nhìn thấy rồi, và Rambo Viago bởi Levis. Em thì nói chung là bình thường thôi, em nghĩ là team vẫn có thể cố gắng vào những trận sau được. Em nghĩ là trong các trận đầu tiên tiếp theo thì em sẽ địch, em gặp ai là em giết mẹ người luôn. Vị trí của Nhím đã nhìn thấy một player bên phía team Victim rồi. Đó là một tình huống mà Pelevia Imba cắm chết đi vị trí của Nhím. Và đây sẽ là một trận đấu khó khăn nữa khi mà Refund chỉ thi đấu với 3 player và họ mất đi người đội trưởng của mình. Refund của mình bị clear hoàn toàn với các thành viên bên phía team RRQ. Trước đó thì Refund em ném một quả nét knock out được một người bên phía RQ cũng không thể làm được gì hơn nữa. Em thấy nát vãi lồ mọi người. Bình thường em mặc chỉnh tề với cả đi giày dép các thứ, bắn nó bay hơn hẳn là cái hôm mà em đi dép của anh, đen vãi lồn. Nhiều người, Refund sẽ đẩy lên, QL knock out đến vị trí của Nhím rồi. Vâng, còn đó là hai player nữa của Refund, đó chính là Rambo và Phan Kiem. Nhưng mà không, Rambo bị knock out, Nhím bị confirm kill và một mình Phan Kiem thì là khó. Cơ hội dành cho Refund game mình là không còn nữa, và top 2 cho Refund trong game thi đấu này. Anh bảo mày bao lần rồi, quả đấy là mày phải đẩy. Mày đừng bắn kiểu thế, mày nhìn hồi trẻ anh bắn như nào mày bắn theo chứ đi mẹ. Bao nhiêu năm đi bắn cùng anh mày đéo học được cái gì cả. Quả đấy là địp lại mày bảo thằng Bô là đẩy. Quả đấy bắt hai thằng đấy luôn là mày thêm 2 điểm rồi. Cơ đang là người có lợi để bắn ở dưới. Phát game lúc nào Rosetton 2v1 thôi. Muốn tô lô vị trí của mình. 1v1 tiếng này. Phát game và top 1 dành cho các thành viên của bên phía team Tokyo Striker. Một tiếng đứng dậy không hợp lý dành cho Phát game. Phát game đang nằm rất đẹp và đối phương không đoán được vị trí của Phát game. Nhưng Phát game lại có một tiếng đứng dậy và anh đã mất một nhịp. Một nhịp để có thể xử lý. Rất đáng tiếc dành cho các thành viên của team Refund Gaming. Em nghĩ là team vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ gắn kết. Em nghĩ là thế. Em nghĩ là team mình làm được, nhưng mà không biết tại vì sao mà bọn em bắn ngày đầu không được tốt, cho nên tâm lý không vững, nên là ngày hai cũng vậy, cảm thấy buồn. Thật ra bọn em có thể làm tốt hơn được như thế nữa, nhưng mà ngày hai bọn em mới thích nghi được với lại cái vị trí mà em thi đấu, cho nên hơi đáng tiếc. Là có hai trận cuối thì mọi người bắn thoải mái, với cả cũng bắt nhịp được trận đấu hơi muộn nhưng mà khá tốt rồi. Refund Gaming có một cái thành tích nó không được tốt cho lắm. Ngày đầu hầu như là bỏ phí, không được một điểm nào cả, được rất là ít. Và ngày thứ hai khi mà những trận đấu cuối cùng rồi thì team mới bắt đầu có một chút thành tích và vực dậy được tinh thần, nhưng mà thực sự là nó quá muộn rồi. Giải đấu chúng ta chỉ bắn trong 2 ngày và mỗi ngày chỉ có 6 trận mà thôi, rất là đáng tiếc. Có lẽ là sau giải này thì team sẽ phải về trên lại nhiều, nhất là những phần combat, vì combat team vẫn còn rất là yếu. Nếu như mà trong giải này mà tâm lý của anh em trong team mà tốt hơn thì có lẽ là cái thứ hạng của team sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dù team có thành tích như nào thì em nghĩ là team giải lần này đã cố gắng hết sức rồi. Mong mọi người
vẫn ủng hộ team. Em nghĩ là cái giải lần này em đúng ra là không nên đi xem, bởi vì thực ra là em hơi đen một tí, bo lúc nào cũng né team defend ra. Thì khởi đầu thì tụi em khởi sắc khá là tốt, tinh thần và tâm lý của tụi em cũng đang lên. Tuy nhiên là sau cái trận sau thì tụi em không giữ được phong độ và tụi em mắc sai lầm. Giải đấu lần này thực sự là khá là khó khăn với các team Việt Nam nói chung và team mình nói riêng. Vì là lần đầu team mình đi thi đấu quốc tế là cũng hơi thiếu kinh nghiệm. Kết quả cũng phản ánh ở lần đầu tiên bọn mình được đi thi đấu nước ngoài và team mình mới thành lập được 2 tháng nên là team mình có quá nhiều thiếu kinh nghiệm và còn bỡ ngỡ với các giải đấu quốc tế nên là lần sau bọn mình sẽ cố gắng nhiều tốt hơn. Em thấy thật sự thì có chút buồn, có vẻ như là tụi em đã đánh giá sai thực lực của cái team Đông Nam Á, các đội đã mạnh hơn rất là nhiều ở giải đấu lần này. Như vậy là ngày thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ giải đấu Southeast Asia Championship Season 2 đã kết thúc và hầu như tất cả các thứ hạng cao đều thuộc về các team Thái Lan. Mình cá nhân mình thì có hơi thất vọng một tí, các team Việt Nam trong giải đấu lần này không thể hiện được gì nhiều. Và thể hiện được nhiều nhất có lẽ là Divine Esports. Ngày thi đấu đầu tiên của Việt Nam khá thất vọng, và ngày thi đấu thứ hai thì Divine có để lại một chút ấn tượng, tuy nhiên là không đủ để giành được một cái top 3 có một tấm vé nữa đi vào vòng sâu hơn. Mình không nói về các team Việt Nam nhiều, mà mình muốn nói về Refund Gaming. Có rất nhiều vấn đề trong team sau cái giải đấu lần này được bộc lộ ra. Thứ nhất là vô cùng yếu combat, thứ hai là di chuyển bo không được ổn cho lắm, và thứ ba là team thi đấu online chưa có kinh nghiệm và chưa tìm được sự liên kết với nhau. Nó có nhiều lý do khiến cho Refund Gaming được cái thành tích phải nói là khá là bết bát trong giải đấu lần này, và mình nghĩ là cần phải có sự thay đổi cũng như là cần phải có sự luyện tập thêm. Nếu như mà trong ngày thi đấu thứ hai này team mà hai trận đấu team được top 2, mà nếu như hai trận đấu này mà xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên ấy, thì mình nghĩ thành tích nó là khác rồi, vực dậy tâm lý chúng nó rất nhiều. Tâm lý là vấn đề ảnh hưởng rất nhiều trong giải đấu lần này, và không chỉ Refund Gaming mà mình nghĩ là các team Việt Nam đều dính phải. Thi đấu trên đất Thái Lan và với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên Thái thực sự là một cái áp lực rất là lớn. Tuy nhiên tất cả những cái gì mà Refund Gaming cùng với 4 team Việt Nam làm được mình nghĩ là đã cố gắng hết sức rồi. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã cổ vũ ủng hộ và theo dõi PUBG Việt Nam cũng như cổ vũ 5 team thi đấu trong giải Southeast Asia Championship 2 lần này. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những giải đấu tiếp theo.